Chào mọi người đã đến với chương trình radio tính nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27 lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành Ti-rơ. Hãy nói cùng thành Ti-rơ rằng, Hỡi mày là thành ở nơi cửa biển, buôn bán với các dân của nhiều cù lao. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, Hỡi Ti-rơ, mày có nói, ta là sự tốt đẹp trọn vẹn, Bờ cõi mày ở trong lòng biển. Những kẻ xây dựng mày đã làm cho mày nên một thành tốt đẹp trọn vẹn. Họ đã ghép ván của mày bằng cây tùng của Xenia, lấy cây bách của Ly đặng làm cột buồm cho mày, làm chèo của mày bằng cây dẻ của Ba Sang, lấy cây hoàng dương của đảo Kít Tim làm ván lợp và cẩn bằng ngà voi. Vải gai mịn có thiêu của Egypto dùng làm buồm để làm cờ xí cho mày vải sắc tía xanh của các cù lao Elisa dùng làm màn chán. Dân cư Sidon và Avat là bạn chèo của mày. Hỡi Tira, những người khôn ngoan trong mày làm kẻ cầm lái của mày. Các trưởng lão ở Ghê Banh và người thông thái xứ ấy thì mày dùng để tu bổ chỗ hư hỏng của tàu mày. Hết thảy những tàu biển cùng thủy thủ nó đều ở trong mày đặng đổi lấy hàng hóa của mày người ferrerser người lút người phút làm lính chiến trong đạo binh mày chúng nó treo thuẫn và mão trụ trong mày và làm nên sự đẹp đẽ của mày những người avat cùng quân lính riêng của mày đầy vách thành mày những người mạnh mẽ thì ở trên các tháp chúng nó treo thuẫn chung quanh vách thành mày và làm sự đẹp đẽ trọn vẹn của mày. Những dân ở thành Taresi buôn bán với mày đủ mọi thứ của cải, lấy bạc, sắt, thiết, chì mà đổi đồ hàng hóa của mày. Các dân ở Javan, ở Tuban và ở Mesir buôn bán với mày, đổi lấy hàng hóa mày thì cho mày những tôi mọi và đồ bằng đồng những người của nhà togama đem ngựa ngựa chiến la mà đổi lấy đồ hàng của mày những người đê đan là bạn hàng mày sự buôn bán của nhiều cù lao ở trong tay mày đem cho mày những ngà voi gỗ mun và đổi lấy hàng hóa vì tay mày chế tạo rất nhiều nên Siri buôn bán với mày và lấy bích ngọc vải điều đồ thêu, vải gai mịn, sang hô, hồng ngọc mà đổi hàng của mày. Judah và đất Israel cũng buôn bán với mày, thì đem cho mày những lúa mì ở Minit, bánh ngọt, mật ong, dầu và nhũ hương. Bởi tay mày chế ra nhiều đồ, của cải đầy dẫy, nên Đa Mất lấy rượu nho ở Henbon, và lông chiên trắng của nó mà đổi chát cùng mày vedan và javan đem chỉ đổi lấy hàng hóa mày trong hàng hóa đó có sắt sáng nhục quế và xương bồ những người ở dedan buôn với mày bằng thứ vải hoa để phủ trên ngựa người ả rập và mọi quan trưởng ở Keda buôn bán với mày và đem đến cho mày những chiên con, chiên đực và dê đực. Những con buôn ở Sheba và Raama buôn bán với mày. Lấy mọi thứ hương tốt nhất, mọi thứ đá quý và vàng mà đổi lấy hàng hóa mày. Haran, Cane và Eden, những con buôn ở Sheba, Asiri và Kinmat đều là bạn hàng của mày. Chúng nó buôn bán với mày những hàng trọng thể áo màu tía và thêu vải quý báu xếp trong hòm dây bệnh ván bằng gỗ hương bách các thuyền taresi vì sự buông mày mà chở chạy và mày được đầy dẫy cùng được vinh hiển cả thể trong lòng biển nhưng mà những tay chèo của mày đã dẫn mày trên nước lớn và gió đông đã đập nát mày trong lòng biển đến ngày hủy phá của mày thì của cải hàng hóa việc buôn bán của mày thủy thủ và kẻ coi hoa tiêu của mày những kẻ tu bổ chỗ hư hỏng của tàu bè mày những kẻ buôn bán hàng hóa với mày hết thảy lính chiến của mày ở trong mày cả đoàn dân đông đầy giữa mày đều sẽ ngã xuống trong lòng biển bởi tiếng kêu của những kẻ coi hoa tiêu các xóm chung quanh mày đều run rẩy. Hết thảy những kẻ cầm chèo, hết thảy những thủy thủ, hết thảy những kẻ coi hoa tiêu ngoài biển đều xuống khỏi tàu mình và đứng vững trên đất. Chúng nó sẽ làm vang tiếng than khóc mày và trỗi tiếng kêu la cay đắng vì mày. Chúng nó ném bụi trên đầu mình và lăn lóc trong cho. Chúng nó sẽ cạo đầu vì cớ mày và thắt lưng bằng bao gai trong lòng đau đớn vì mày khóc lóc cay đắng nhưng lòng chúng nó đau thương thì làm một bài ca thương về mày và than rằng ai sánh với thành tia rơ là thành bây giờ đã vắng lặng giữa biển thuở hàng hóa mày ra khỏi các biển mày làm cho no đủ nhiều dân bởi sự giàu có và sự buôn bán của mày thịnh vượng lên thì làm giàu cho các vua trên đất Bây giờ, kìa, mày đã tan nát vì các biển chìm dưới nước sâu. Sự buôn bán và dân chúng của mày đều cùng mày chìm đắm. Hết thải những dân ở các cù lao đều vì cớ mày mà sững sờ. Các vua chúng nó đều khiếp sợ, sắc mặt lo buồn. Những con buôn lập nghiệp trong các dân, sĩ bán mày. Mày đã trở nên cớ kinh khiếp. Đời đời, mày sẽ không còn nữa. chương 28 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng Hỡi con người, hãy nói cùng vua của ti rơ rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy Vì lòng ngươi đã tự cao và ngươi nói rằng Ta là một vị thần Ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời Ở giữa các biển Dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời Ngươi còn là loài người không phải là Đức Chúa Trời. Này, ngươi khôn hơn Daniel, chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín khỏi ngươi. Ngươi đã được giàu có bởi sự khôn ngoan và thông sáng của mình, đã thâu chứa vàng bạc trong kho tàng ngươi. Bởi sự thông thạo và sự buôn bán mình, thì ngươi đã làm cho sự giàu có mình tấn tới. Vậy, lòng ngươi đã đem lên vì cớ sự giàu có của ngươi. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì lòng ngươi tự cao, lên bằng lòng Đức Chúa Trời. Cho nên, này ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng ngươi. Chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mỹ ngươi và làm ô uế sự vinh hiển ngươi. Chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố và ngươi sẽ chết trong lòng biển như người bị giết. Trước mặt kẻ giết ngươi, Ngươi còn dám nói rằng ta là Đức Chúa Trời chăng? Khi ấy, ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương thì ngươi là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ấy chính ta đã nói như vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Rơ và nói cùng người rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cheru ru được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi nhân ngươi buôn bán thịnh lợi lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi đức chúa trời hỡi chê ru che phủ kia ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình ta đã xô ngươi xuống đất đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp. Đời đời, Ngươi sẽ không còn nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Si-đôn và nói tiên tri nghịch cùng nó. Ngươi khá nói rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi Si-đôn, này ta nghịch cùng mày. Ta muốn làm sáng danh ta ở giữa mày. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ làm sự phán xét và tỏ mình ra thánh trong nó ta sẽ sai ôn dịch đến giữa nó và sẽ có máu trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó, vì gươm sẽ đổ trên nó tư bề, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vừa lúc ấy, sẽ không có trà chươm hay châm chích, gai gốc hay đau đớn cho nhà Israel trong những kẻ ở chung quanh dân ấy và đãi dân ấy cách khinh dễ. Bây giờ chúng nó sẽ biết ta là Chúa Jehovah. Chúa Jehovah phán như vậy: Khi ta đã nhóm nhà Israel lại từ giữa các dân mà chúng nó đã bị tan tác trong đó và ta đã tỏ mình ra thánh giữa chúng nó trước mắt các dân thì chúng nó sẽ ở trong đất mình mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn khi ta đã làm sự phán xét ta nghịch cùng những kẻ ở chung quanh chúng nó, là kẻ đãi chúng nó cách khinh dễ, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời mình. Chương 7 Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lương lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỏi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo. Kéo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin sẽ được. Hãy tìm sẽ gặp. Hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao ấy vậy hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ vì ấy là luật pháp và lời tiên tri hãy vào cửa hẹp. Vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Xong cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, xong bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê. Vậy, hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng xanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đi thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá có mưa xa nước chảy gió lay xô động nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá kẻ nào nghe lời ta phán đi mà không làm theo, khác nào như người dạy cất nhà mình trên đất cát, có mưa xa, nước chảy, gió lai xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Và khi đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo ngài làm lạ, vì ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo chương 8. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần lại Ngài mà thưa rằng, Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu xu dơ tay rờ người mà phán rằng, Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phun được sạch. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng, Hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như môi xe dạy để làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-ben-a-um có một thầy đội đến cùng ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi, thì nó đi. Biểu tên kia rằng hãy đến, thì nó đến. Và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ Đông Phương, Tây Phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liện ra chốn tối tăm ở ngoài. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Tư Chúa Giêsu bèn phán cùng thay đổi rằng, Hãy về theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu vào nhà Phi-a-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi, rồi người đứng dậy giúp việc hầu ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên Tri Ê Sai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng, Lại thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Kế đó, Đức Chúa Giêsu -xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài Thình linh biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng, Lạy Chúa xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng, hỡi kẻ ý đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng, Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người. Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng, lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Và khi ấy ở đằng xa, có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng, nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Ngài biểu các quỷ rằng, hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó liền nhập vào bầy heo. Tức thì, cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bằng chạy trốn trở về thành thuộc các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa cả thành liền ra đón Đức Chúa Giêsu. Vừa khi thấy Ngài thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình. Thi thiên 93. Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc sự oai nghi. Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực và thắt lưng bằng sự ấy. Thế gian cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động. Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ, Chúa hằng có từ trước vô cùng. Hỏi Đức Giê-hô-va, Nước lớn đã nổi lên, nước lớn đã cất tiếng lên, nước lớn đã nổi các lượng sóng ồn ào lên. Đức Giê-hô-va ở nơi cao có quyền năng hơn tiếng nước lớn, hơn các lượng sóng mạnh của biển. Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn. Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết. Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài. Để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Chúa ơi xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trong cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện thánh linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn phí lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmai. Dưỡng link cơ đốc 2020 a com Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.